Chiều ngày 31 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Bá Hùng, Tránh Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện các phòng ban của huyện, hiệu trưởng các trường học, đại diện lãnh đạo các đơn vị địa phương. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng năm học qua, huyện Vũ Quang vẫn giữ vững chất lượng văn hóa đại trà, nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Kết quả cấp trung học cơ sở có 8 em học sinh lớp 9 đạt giải học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa, 4 em đạt giải khoa học kỹ thuật cấp trung học, 3 em đạt giải tin học trẻ cấp tỉnh, một học sinh lớp 4 đạt giải viết chữ đẹp cấp quốc gia và 90 học sinh đạt giải cấp tỉnh qua các cuộc thi qua mạng Internet, tạo nguyên tiếng Việt, vân vân. Cấp trung học phổ thông có 51 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, kịp thời vinh danh khen thưởng 123 học sinh và 18 cán bộ giáo viên trong các trường phổ thông đạt thành tích cao. Tổ chức hội thi giáo viên giải giỏi cấp huyện năm học 2021-2022, công nhận 44 giáo viên đạt giáo viên giỏi huyện, tổ chức hội thi bé kể chuyện về Bác Hồ Kính Yêu và nhiều hoạt động ý nghĩa bổ ích nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100% và có những thành tích nổi trội hơn những năm trước. Trong năm học có 3 trường đã được tỉnh kiểm tra đánh giá và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đó là trường Mầm non Hương Thọ công nhận mới mức độ 2, Tiểu học Đức Giang và Tiểu học An Phú công nhận lại mức độ 2. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vũ Quang đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nghề nghiệp gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cho giáo viên và học sinh tiếp tục huy động các nguồn lực hợp pháp lồng ghép các chương trình dự án kế hoạch và nguồn xã hội hóa để tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non và nâng cao phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục điều chỉnh thực hiện nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện việc bố trí sắp xếp điều động tăng cường biệt phái giáo viên đổi mới công tác quản lý nhà nước trong giáo dục theo hướng phân cấp phân quyền tinh gọn hiệu lực hiệu quả tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học cấp học quan tâm chất lượng dạy học môn tiếng anh tăng cường nền nếp kỷ cương và chất lượng hiệu quả giáo dục chú trọng giáo dục pháp luật đạo đức lối sống kỹ năng sống ý thức trách nhiệm của học sinh tăng cường an ninh an toàn trường học xây dựng văn hóa học đường môi trường giáo dục thân thiện tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, dân chủ cơ sở và nền nếp nhà trường. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, đẩy mạnh truyền thống về các tấm gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thúc đẩy và tạo sức lan tỏa phong trào chung thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tại hội nghị lãnh đạo các đơn vị địa phương và hiệu trưởng trường học các cấp đã tham gia thảo luận đề xuất những mục tiêu nội dung thiết thực cần thiết nhất áp dụng trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo cần hướng tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Hùng, Tránh Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh và đồng chí Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ghi nhận biểu dương thành tích thầy và trò toàn ngành đạt được trong năm học qua. Đồng thời yêu cầu các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục. Các trường làm tốt công tác điều hành, quản lý, cán bộ giáo viên trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Đề nghị các trường học triển khai chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo chất lượng hiệu quả. Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường học triển khai giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Các địa phương cần cân đối ngân sách, tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy và học để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo tiếp tục nghiên cứu và có các giải pháp phù hợp, hiệu quả để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho giáo viên và học sinh, quan tâm xây dựng môi trường văn hóa, phát huy dân chủ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền thực sự tốt ở các trường học, tăng cường quản lý giáo dục, thanh tra kiểm tra, quản lý đôn đốc, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý để hạn chế tối đa xảy ra sai sót. Các nhà trường cần có kế hoạch cụ thể sát với tình hình trên từng lĩnh vực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện. Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu các ngành các cấp tích cực tuyên truyền, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác xã hội hóa để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Dịp này, lãnh đạo huyện đã tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho trường tiểu học Đức Hương, trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 đơn vị và trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 2022